đồng này. Người chết đánh nhau ở đây cũng có, người ta nói đến cái đồng này. Đây cái đao hồi xưa giờ như thế này, rồi họ định nguyên như thế này, mà đao này đao thật. Hình như nghĩa cũng họ đánh nhau ở đây. Hình như nghe đâu bao vây ngoài đấy thì giữ nó chết rất nhiều, người ta nói thế. Bây giờ ta bịt ngang cái đồng này. Nhưng mà sao những cái quả lấy rùi đánh chuông này nó lại bị mũi xông rồi? À, không dùng nữa, để mũi mũi nó xông mà. Vì không dùng nữa, để mũi nó xông, còn dùng ở trên nó để qua thêm mùa mưa nữa. Đây cái đầu người này. Đây cái đầu con voi này. Đây đầu con voi đây này. Mũi bị voi đây. Bốn chữ hạng này là hương đài đồng từ, nghĩa là chùa đồng hương đài, chùa đồng là chùa ở trong đồng. Còn hương đài là tên, hương là mùi thơm trên cái đài cao bay ra. Ngày xưa đặt tên như thế. Đến đây thấy thêm một căn nữa. Bây giờ cái đèn này hơi hơi